la la la. Hey, what's going on YouTube? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Với những bạn lần đầu đến với channel, mình tên là Benjamin. Mọi người thường biết đến mình là một fashion blogger hay là một lifestyle influencer trên YouTube. Như mọi người có thể đã đọc ở tiêu đề, ở video lần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để tìm được phong cách của chính mình. Thay vì nói về tất cả các loại phong cách có trên đời này, mình sẽ chia sẻ với các bạn quá trình mà cá nhân mình đã tìm được ra phong cách cho bản thân, cũng như lý do tại sao mà mình hình thành được phong cách thời trang như bây giờ. Có rất nhiều bạn direct message cho mình qua Facebook hoặc Instagram và hỏi là Ben, làm thế nào để chọn được phong cách cho bản thân? Và mình luôn luôn nói rằng để chọn được phong cách cho mình thì rất nhiều yếu tố xuất phát từ chính bản thân các bạn, chẳng hạn việc các bạn thích nghe nhạc gì, môi trường sống và làm việc của các bạn như nào, lối sống ngày qua ngày của các bạn ra sao, những người bạn mà bạn giao du ngày qua ngày là những người như nào, vân vân và vân vân. Nhưng khi nghĩ lại thì mình nghĩ là hình như nói như thế hơi mông lung và hơi chung chung và có vẻ khá là phức tạp, bởi vì có thể chính các bạn chưa biết bản thân mình là người như nào, thích gì, không thích gì, và cũng có thể chưa có một lối sống thực sự kiên định. Vậy làm thế nào để chọn cho mình một phong cách thời trang lập tức? Câu trả lời thẳng thắn và thực tế nhất, đấy là hãy tìm ra một người mà có phong cách ăn mặc thật là đẹp mà bạn thích và mặc theo họ. Ben khẳng định hầu hết tất cả những người trên đời này, bất kể một người nào ăn mặc đẹp mà bạn biết, đều có điểm xuất phát là họ bắt chước mặc theo một ai đấy. Chẳng hạn suốt cả tuổi thơ, khi mà Ben lớn lên thì người inspire Ben ăn mặc nhiều nhất đấy chính là Allen Iverson, Chris Brown, Kanye West và một người chú họ trong gia đình mà Ben sẽ nhắc đến sau. Chính những người này đã truyền cảm hứng thời trang cho Ben, và tất cả những gì họ mặc thì Ben đều muốn bắt chước để mặc theo. Thật ra câu trả lời chỉ đơn giản như vậy và mọi người có thể tắt video ngay bây giờ cũng được. Có một điều mà Ben sớm biết từ khi còn rất là nhỏ, đấy là Ben rất thích hip hop. Mặc dù hồi đấy thì khái niệm về hip hop đối với Ben còn quá mờ nhạt và thực sự chưa thành hình như bây giờ, nhưng có một điều Ben luôn biết, đấy là tất cả những gì liên quan đến hip hop đều khiến cho Ben rất là dạo dực trong người. Dù là bóng rổ, graffiti, skateboard, DJ, breakdance, beatbox đều làm cho Ben cảm thấy rất là hứng thú. Để lật lại một chút về thời kỳ hip hop của những năm 90 thì Ben có một người chú họ trong gia đình tên là Long. Chú Long là người đầu tiên mang Ben đến với thế giới hip hop. Chú Long là một b-boy đúng nghĩa. Đối với những người không biết b-boy là gì thì b-boy là những người nhảy breakdance và có một kết nối rất là sâu đối với văn hóa hip hop. Thời kỳ của chú Long cũng là thời kỳ của những đôi Jordans Air Max 95, Fila, Reebok Pumps, Lux Chunky Boots. Thời đấy thì Lux chỉ đứng sau Timberland về sự nổi tiếng thôi. Một điều khiến cho Ben thực sự ấn tượng, đấy là phong cách ăn mặc của chú ý không giống bất kỳ một ai thời kỳ đấy. Ben còn nhớ như in hình ảnh tại một sàn disco ở Berlin, Đức, nơi mà một đại hội ca nhạc được tổ chức. Hầu hết tất cả các phụ huynh đều ăn mặc giống nhau, đàn ông thì mặc vest, phụ nữ thì mặc váy. Chỉ riêng chú Long là người mặc quần jeans, có một cái xích ở quần, chân đi một đôi Jordan 9, mặc một chiếc áo polo oversize và trên cổ đeo một dây chuyền hình thập giá và đứng ra nhảy giữa sàn và bust out những breakdance move. Chính hình ảnh đấy đã khiến cho đầu óc của một đứa trẻ lúc đấy như nổ tung ra vì kinh ngạc. Đôi sneakers đầu tiên mà Ben được mẹ mua cho năm 9 tuổi khi mà ở bên Đức, đấy chính là đôi Fila Heels 96, một đôi giày có giá là 100 DM. Hồi đấy thì Đức còn chưa sáp nhập về EU như bây giờ, nên 100 DM thời đấy có thể tạm gọi như là 100 euro bây giờ, bằng gần cả một tuần lương của bố mẹ Ben lúc đấy. Và chính đôi giày đầu tiên này đã đưa Ben đến với thế giới của thời trang. Lúc đấy cũng là năm bùng nổ của những chiếc bucket hats, snapbacks, những phụ kiện như bandanas, dây chuyền to, xích quần là phụ kiện chủ yếu của thời trang hip hop. Điển hình cho outfit thời đấy, đấy là mặc một chiếc áo oversize rộng, dài, quần thật thụng, baggy và khoác một chiếc áo bomber. Nói chung là oversize everything, đồ thụng, và con gái mặc đồ con trai là chuyện bình thường. Vào thời điểm năm 2000, khi gia đình Ben bị trục xuất từ Đức về Việt Nam, cũng là thời kỳ mà Việt Nam lúc đấy bắt đầu nở rộ văn hóa hip hop. Lúc đấy thời trang hip hop còn tương đối lạc hậu và sơ khai, do các anh chị thời kỳ đấy thực sự chỉ quan tâm đến đam mê của mình là nhảy, skate, âm nhạc và art thôi. Đã có thời điểm thời trang hip hop bị lên án bởi phong cách quá phản cảm và dị biệt. Nhiều người thậm chí còn quy vào đây là phong cách đầu đường xó chợ. Thực sự mà nói, những người tiên phong thời kỳ đấy còn quá sơ khai. Những thông tin, hình ảnh mà họ có được chủ yếu được truyền bá qua băng đĩa hay tạp chí mà những người đi nước ngoài họ mang về. Đây là thời kỳ trước khi có internet, nên thời trang hip hop của Việt Nam thời kỳ ấy không chiếm được thiện cảm lắm, đặc biệt đối với số đông giới trẻ và phụ huynh Việt Nam. Lúc ấy ở nửa kia thế giới, hip hop Mỹ đã chuyển sang một phong cách màu mè hơn, sang chảnh hơn, vì rapper Cameron mà dân hip hop đã không còn sợ mặc màu hồng nữa. Việc đàn ông mặc màu hồng vào những năm 2001,
2002 thực sự là một vấn đề vô cùng lớn và nghiêm trọng. Ngoài ra, những mối tình lương duyên ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, chẳng hạn như hip hop và NASCAR, cũng được những rappers như Pharrell Williams tận dụng, chẳng hạn như chiếc áo racing jacket với hàng chục những miếng vá logo ở quanh chiếc áo. Đây cũng là tiền đề để cho những chiếc áo sặc sỡ print và embroidery xuất hiện sau này. Nói về những chiếc áo sặc sỡ và nhiều patch thì không thể không kể đến những chiếc áo của các môn thể thao như là basketball jersey, baseball jersey, hockey sweaters, football jersey, cũng được sử dụng như là một silhouette mang tính biểu tượng của dân hip hop. Và dĩ nhiên, nhắc đến màu mè thì không thể quên được sự bùng nổ của Babe với những chiếc áo all over print. Vào thời điểm những năm này thì những đồ oversize rộng thùng thình vẫn chưa lỗi mốt. Những hãng như Rockaway, Echo, G-Unit vẫn làm mưa làm gió tại phân khúc mid-tier của thời trang hip hop thời kỳ đấy. Đây cũng là thời điểm mà những chiếc quần jeans xuất hiện rất là nhiều các cái detail ở đằng sau túi quần. Lúc này những phụ kiện như coin purse, đồng hồ vàng, kính aviator của Ray-Ban, Yves Saint Laurent cũng dần được bổ sung vào bộ sưu tập phụ kiện của dân hip hop. Bẵng đi một thời gian, moving on đến gần những năm 2010. Lúc này hip hop đã bước sang một kỷ nguyên mới và dần mainstream hơn. Bản thân hip hop cũng không còn chỉ nói về gang, cuộc sống ghetto, ổ chuột, tiền bạc, gái gú, ma túy nữa, mà còn là một cái gì đó lớn hơn về business, về quyền lực, về nạn phân biệt chủng tộc, về các vấn đề chính trị, về các vấn nạn xã hội như bệnh trầm cảm, tự tử. Lúc này, các rappers, MCs, influencer bắt đầu chuyển mình sang mặc suit and tie với mong muốn có được sự kính trọng từ những nhà tài phiệt, các nhà chính trị và để chuyển mình sang một hình ảnh nghiêm túc hơn. Trong một thời gian, hầu hết tất cả những sự kiện, music video và interview, phỏng vấn, hầu hết tất cả các rapper đều mặc suit and tie. Cho đến khi họ đã có được một chỗ đứng nhất định ở trong mắt của các nhà quyền lực thì cũng là lúc mà họ rũ bỏ dần dần những thứ lóng lánh và quay trở về với cội nguồn của mình. Tầm ảnh hưởng của hip hop đối với văn hóa thế giới và thời trang lúc này đã đủ để những người hip hop không còn phải gồng mình để luôn cố tỏ ra là giống những người corporate mặc suit and tie nữa. Và đây chính là thời điểm mà phong cách hip hop tối giản và tinh tế hơn. Bản thân Ben cũng có thời kỳ chỉ mặc suit and tie, áo polo, quần chinos, đi giày Oxford, mocassin, cắp nách một chiếc ví dài hoặc tay lúc nào cũng xách một cặp laptop để tạo một hình ảnh nghiêm túc và chuyên nghiệp hơn. Cùng lúc này là thời điểm khi Ben vừa mới học xong và có cho mình một công việc 9 to 5, nghĩa là 9 giờ làm, 5 giờ về. Nên Ben thực sự không còn để ý đến hip hop và thời trang nữa. Bẵng đi một thời gian chỉ đóng bộ và đầu tóc lúc nào cũng bóng lộn. Ben nhận ra đây hoàn toàn không phải con người của mình. Việc đóng bộ hàng ngày hoàn toàn không khiến cho mình thoải mái và được làm chính mình. Và đặc biệt điều này không nói đúng lên bản chất con người của mình. Cũng vì lý do khoác trên mình một bộ quần áo giả tạo mà tất cả những người mình gặp đều là những người không thật. Và lỗi là ở mình, bởi vì mình đeo một chiếc mặt nạ trước. Mình cố thể hiện một hình ảnh mà không phải mình. Nếu bạn là một con người công sở, corporate và hình ảnh suit and tie phản ánh đúng con người của bạn và bạn cảm thấy tự tin, nghiêm túc hơn khi mặc một bộ đồ đấy thì dĩ nhiên là hãy cứ mặc nó, bởi vì nó phản ánh lên đúng con người của bạn. Nhưng hãy đừng mặc nó chỉ để chứng minh mình là một người tri thức hay là một cái gì đấy nghiêm trọng và đạo đức, bởi vì tất cả những cái đấy nằm ở đây và ở đây chứ không phải là ở đây. Nhận thấy điều này, Ben dần tìm lại con người của mình, phong cách khiến cho mình tự tin, thoải mái và được làm chính mình nhất. Lúc này cũng là thời kỳ bùng nổ nhất của văn hóa sneakers được chứng kiến từ xưa đến nay. Sự xuất hiện của Adidas Boost đánh dấu cho một kỷ nguyên mới của sneaker culture. Giới trẻ dần hiểu hơn đến một thế giới underground và họ tìm đến cội nguồn của những đôi sneakers như là Jordan, Air Max, SB, Tiffany, và những đôi classic cũng dần được retro lại để cạnh tranh với Adidas Boost, tạo nên một văn hóa sneakers lớn hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên, Internet góp công vô cùng lớn để hình ảnh của hip hop, streetwear và sneakers không còn xa lạ và phản cảm như trước đây nữa. Và ngay lập tức, không mất quá nhiều thời gian, Ben lại quay trở về với con người bản năng của mình. Hip hop bây giờ không còn những ranh giới như là phải tham gia skate, graffiti, b-boy, âm nhạc hoặc phải trải qua sự xương máu, tình anh em, sự nghèo khó nữa, mà chính là bản năng và lối sống mà bạn chọn, cái cách mà bạn chọn cư xử và thể hiện với người khác. Và đấy là định nghĩa của Ben đối với hip hop. Có rất nhiều người là những OG, lão làng ở trong cộng đồng hip hop, nhưng khó ai có thể giải thích được hip hop thành lời. Nhưng chắc chắn khi nhìn một người hip hop thì bạn sẽ nhận ra ngay. Vậy, mục đích của Ben khi chia sẻ những điều này là gì? Có phải Ben đang muốn quảng bá cho hip hop, đưa văn hóa này trở thành một tín đồ, hay áp đặt tất cả mọi người trên thế giới này đều phải có một câu chuyện để kể khi nói về phong cách thời trang của mình không? Không hề, ngược lại là khác. Ben chỉ chia sẻ với mọi người những gì đã hình thành nên con người của mình và những gì có ý nghĩa với mình, là bản chất, là cội nguồn của mình, để mọi người thực sự trân trọng những gì mà mình đang có, để một vài năm, 10, 20 năm nữa nhìn lại thì mọi người sẽ thấy là tất cả những điều trong cuộc sống xảy ra đều có lý do,
và nó sẽ hình thành nên con người của mình. Chỉ cần đừng chối bỏ bản năng, hãy cứ thích những gì mình thích và được làm chính mình, thì đấy mới là phong cách thời trang tồn tại mãi mãi theo thời gian. Nếu trong thời gian này chưa thực sự biết mình muốn gì, thì hãy cứ trải nghiệm thật nhiều phong cách. Hãy cứ bắt chước theo một người mà bạn cảm thấy họ ăn mặc đẹp, có phong cách và chất ở trong mắt của bạn là được. Dù người đấy có là một celebrity, một youtuber, một người bác, người anh mà bạn rất là ngưỡng mộ, rồi chắc chắn bạn sẽ đến với hành trình khám phá xem là mình thích gì và không thích gì. Từ đấy sẽ nhận ra và biết chính xác phong cách của mình sẽ như nào. Thời trang bây giờ cũng đã tự do hơn rất nhiều. Có thể nói streetwear, street style là một cụm từ nói chung, sinh ra đập tan bất cứ một rào cản nào về thời trang. Không còn định kiến là văn hóa nào thì chỉ được mặc theo phong cách của văn hóa đấy nữa. Không còn là nếu nghe nhạc rock thì phải mặc theo phong cách goth, punk hay hip hop là không được grunge, không được mặc biker, leather jacket, hay phải từ nghèo khổ đi lên thì mới là hip hop. Và bây giờ hơn bao giờ hết là thời kỳ mọi người được ăn mặc thoải mái nhất, làm chính mình nhất. Ai nói mặc suit and tie không được đeo bandana, đi sneakers, hay những item của Rick Owens không thể mặc cùng với vintage tee bởi vì không cùng aesthetic? Và tại sao Bape và Supreme không thể phối cùng với những designer brand như là Balenciaga, Vetements, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta? Ở một thời đại mà âm nhạc gần như miễn phí và tất cả mọi thứ chỉ cách một cái click chuột, thì cách để express bản thân đấy là qua thời trang. Bạn có thể nghe bất cứ một loại nhạc nào mà bạn muốn, thì tại sao bạn không có thể mặc những gì mà mình thích? Hy vọng video này sẽ truyền cảm hứng được cho mọi người, để mọi người có thể tìm được phong cách thời trang cho chính mình từ những thứ có ý nghĩa với mình, nói lên con người mình, hoặc đơn giản chỉ là bởi vì nó đẹp, mặc kệ người khác nghĩ gì. Bởi vì trong 10, 20 năm nữa thì tất cả những lời nói đấy của họ là vô nghĩa. Nhưng trong từng đấy năm mà phải bó buộc bản thân vào với một hình ảnh và một khuôn khổ mà do người khác đặt ra, thì chính bạn sẽ là người hối tiếc nhất. Dù điểm xuất phát của bạn là sớm hay muộn, hay nhanh hay chậm, thì chắc chắn sau này bạn sẽ có một câu chuyện để kể về thế hệ sau. Một câu chuyện còn hay hơn câu chuyện Ben vừa mới kể với các bạn là cái chắc. Chỉ cần bạn là chính mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video và luôn luôn ủng hộ các content của Ben. Ben biết video này mang tính truyền cảm hứng nhiều hơn là những thứ có thể áp dụng được trực tiếp và thực tế. Chính vì vậy, Ben đã lên kế hoạch cho tất cả những video tiếp theo để có thể giúp cho mọi người có thêm cảm hứng và ý tưởng cho chính bản thân mình. Hẹn gặp tất cả mọi người ở video sau, và mọi người hãy nhớ là always live in style and stay fresh. Peace!